ca tiếng hát. Dạ. Mà cái lời ca tiếng hát này nè là mình cũng đã một cái mơ ước từ nhỏ rồi. Dạ. Ngoài cái tài mà mình ca hát ra đó, thì mình còn cái tài gì nữa không? Dạ không anh, em chỉ đi ca hát rồi xong rồi đó, thì có khi thì em siết. Em siết kiếm tiền thêm. Đó. Giờ làm siết là ví dụ em múa lửa. Đó. Ăn than, siết múa chén đồ á. Làm luôn. Thì em cũng làm luôn. Ai dạy mình? Dạ tự học. Trời ơi trời, sao giỏi vậy? Dạ, tại vì mình thấy nghĩ mình làm cái kiểu này mình đi ca không nhiều tiền, mình nhờ mình siết. Người ta thường nói có công mày sắp ngày lên kia mà tự về tự vợ. Hồi đó em siết múa chén hả? Nói chuyện với anh mua bao nhiêu chén là gậy bể. Dạ. Nhìn không ra. Dạ. Thật sự nhìn không ra. Tại vì em ít có lo gậu lắm. Chạy tới đâu hay tới đó cho em lo gậu mau già. Đúng, chính xác. Rồi mà thí dụ ai chửi ai mắng của lòng tin. Chứ em hỏi anh thí dụ ta chửi mắng rồi mình đâu làm được gì người ta đâu. Đúng rồi. Rồi anh về nhà anh ngủ anh bực bội bước cứ ngủ không được. Rồi dần chặt cái đầu óc. Rồi cái đó thường thêm nó mau già trước tuổi nó. À mình thả lỏng đi. Anh giật mà nghiến răng như vậy nè. Không, nó, phải, không phải do chỉ hả? Không phải do em. Nhiều khi bẻ răng người ta làm sao? Dạ không có. Có cái là như vậy nè, nhiều khi á ở trong nhà nếu anh giật á thì em có tranh em nặng nó liền. Còn mà nếu mà anh giật ngoài đường, ở giữa đường á thì em không biết gì thì phải mượn cái cây hay có cái gì xỉa vô. Chứ để cái lo nhũ này là anh cắn lưỡi, em sợ là cắn lưỡi nên là thấy vậy rồi mới kê vô. Mà bảo là anh giật là anh quýu dữ lắm. Quýu, cái đó là cắn mà không biết đau, không có cảm giác. Không mà biết gì trơn á, mà em nói anh là lúc mới anh giật rồi xong á, là có khoảng cỡ anh lừa xong anh tỉnh rồi á, anh chưa biết ai hết nha. Đúng. Từ là anh mở mắt, mà anh chưa biết ai hết, từ khoảng 1 tiếng và 1 tiếng rưỡi bắt đầu anh mới tỉnh, anh mới biết được ngày người kia. Rồi lúc anh đang giật xong là anh mở mắt là anh tỉnh rồi á, thì không biết ai hết. Mà mỗi lần giật em đau lòng, không khóc hoài không lòng, không lòng, em chịu không nổi đó, hả? Dạ, rồi mình xử lý rồi kịp á thì ảnh sống, mà mình xử lý không kịp á mà thì đúng rồi đó anh không. Chứ ở đây ảnh cũng hay bị giật cái này hoài nè, cực kỳ nguy hiểm. Mà yếu nằm đây nè, tại vì em nói nghe hồi trước á, Phan để em nói chuyện. Hồi trước á là lúc nó chưa cái nhà em chưa có cây nước đó, mà chưa có nhà tắm. Mỗi lần ảnh tắm là em ngồi đây nè. Dạ, là canh chừng ảnh. Từ nào mà em thấy ảnh được á, ảnh tắm rồi sống đi lên á, thì em soạn đồ sẵn cho ảnh, ảnh cho ảnh thay. Còn cái bữa nào mà ảnh giật á, thì động hay được thì em nắm kéo lên, mà ảnh bự con quá em ốm, cũng kéo không nổi, thì cũng phải kéo từ từ kéo ảnh lên. Nhưng mà nói chung anh nắm cái đầu lên được, cái hơi mặt nước là nó đỡ rồi. Dạ thì đó anh, thì mình biết rồi, tối lần ảnh giật là mình biết rồi, đầu tiên là quan trọng cái mình ảnh không quan trọng, mà quan trọng đỡ cái đầu ảnh lên. Rồi. Đỡ ảnh lên là mày có biết cho ông cho ảnh thẻ, mà đừng không có đỡ lên cao quá nghe, đỡ lên cao quá anh thở không có kịp. Mình thở cho ngã ngã vậy thôi. Rồi vậy là có kinh nghiệm. Dạ thì mình đỡ cho anh ngã ngã vậy thôi, chẳng rảnh có cái lần anh thở nó dễ, còn đưa như vậy á anh thở đâu có nổi đâu. Đúng. Tại vì nó dồn lên đâu có chính kịp nó vậy đó. Quá thương anh biết luôn ý thì biết ý là mình thấy anh vậy đó rồi. Mình cũng chăm sóc nên mỗi lần em đi ca đi hát chẳng anh đi theo. Chứ em ví dụ em đi hát đám cưới đám tiệc á thì này nọ thì có lúc em cũng bỏ nó nhà, tại vì có khi em đi hát á là đâu phải là giỏi xa thì em phải ở lại ngủ một đêm. Tại vì em nhiều khi em hát ba sức. Rồi có ảnh ở nhà thì cũng mua thuốc sẵn để cho anh uống. Rồi em thì em đi hát chỗ này chỗ kia. Anh đi hát để kiếm tiền cũng lo cho ảnh. Mà cái đám cưới thì em có tiền nhiều hơn. Rồi đi hát nhạc sống đâu có nhiều tiền đâu. Mà đó. Mình đi xa nhất là mình đi tới đâu lận? Dạ có khi em hát ở Bình Đại Bến Tre chứ Bình nữa. Đại, Bến Tre. Là nó ở huyện Thái Lan mà huyện Bình Đại mà xã Thái Lai á. Cái đó có bầu show nào mời mình không? Dạ không có bầu show anh, mà vô kiểu quen ở dưới rồi mấy người thấy em đi hát đó. Rồi ở dưới rồi điện rồi kêu em về dưới. Yeah. Về dưới mà người ta cho tiền xe luôn, cho tiền tổ bạn đi bạn về luôn. Rồi đó thì dụ em hát xong rồi về mà em về dưới em cũng phải điện thoại liên tục à. Má anh uống thuốc chưa, anh uống gì chưa. Nói là vậy đó. Vậy là mình thường thì đi ca những cái tụ điểm, dạ. Tụ điểm là quán hay là những cái tụ điểm ca nhạc? Dạ em đi hát tụ điểm ca nhạc là như ở đây thì tụi em hát quán nhạc sống, hát nhạc với nhau. Hát với dạ. Nhau dạ, còn cái đám cưới á thì có khi quen thân á thì em rủ đi được. Còn cứ người là ta lạ, ta mời em thôi, bằng rẳng anh đi nữa thì em sợ ảnh là đó người ta không tiếp đón. Rồi thấy ảnh nằm ảnh đợi chờ em thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Là em thấy vậy nói thôi anh chờ em tới đó anh về đi. Rồi em hát xong rồi thì nào có gì em điện cho anh lên rước em về. Thấy cũng tôi nghĩ về hoàn cảnh. Dạ, trở về mình nghèo mà. Dạ, mình phải bươn chải bằng cái lời ca tiếng hát. Dạ. Mà cái lời ca tiếng hát này nè là mình cũng đã một cái mơ ước từ nhỏ rồi. Dạ. Ngoài cái tài mà mình ca hát ra đó, thì mình còn cái tài gì nữa không? Dạ không anh, em chỉ đi ca hát rồi xong rồi đó, thì có khi thì em siết.
em siết kiếm tiền thêm đó. Giờ làm siết là ví dụ em múa lửa đó, ăn than siết múa chén đồ á, làm luôn thì em cũng làm luôn. Ai dạy mình? Dạ tự học. Trời ơi trời, sao giỏi vậy? Dạ tại vì mình thấy nghĩ mình làm cái kiểu này á, mình đi ca không nhiều tiền, mình nhờ mình siết. Người ta thường nói có công mày sắp ngày lên kia mà tự về tự vợt. Hồi đó em siết múa chén hả, nói chuyện với anh mua bao nhiêu chén là gậy bể hết trơn luôn á. Tại siết mình giỏi lên nhỏ xuống nè, mình tập từ từ viết rồi nó quen. Quen. Như là nhanh tay thì nó dễ hơn, còn chậm tay thì phải bể hết. Đúng rồi. Nó là vậy đó. Chúc chị Ca Liêm biểu diễn chút ha. Dạ. Thì nè, cái dạ, cái tài lẻ, cái tài chánh đó là cái ca hát. Dạ mà đúng những cái rồi. Cái tài lẻ nữa đó là phải nói là bá nghệ luôn. Dạ cái đó như là nó phụ để mà kiếm tiền. Đó. Như kiểu mà em hỏi anh ví dụ mà khách cái sửa ta đi về ta ăn nhậu rồi tắt sửa ta về cái mình chơi cái màn chương trình mình xí là mình kiếm tiền thêm như tiếp ông Hồng. Dạ đúng đó, rồi. Nó cái tiền tiếp nó nhiều hơn. Dạ. Tại lúc đó là lúc mà còn lại những người mà người ta cũng giống như là có một chút men say. Dạ. À, và có những cái tiền tiếp nó cao hơn, mình dạ, cũng đỡ được cái vất vả cuộc sống dạ, hơn. Như em nói anh nghe là xếp múa chén, múa dĩa, xếp ăn than này nọ, xếp không có tiền mình xếp múa đèn. Múa đèn, múa đèn. Múa đèn là mình để đèn trên đầu á, mình múa mình nhảy á, mình nhả xuống mà tiền người ta gãi dưới đất á, mình nằm mình liếm tiền lên á, người ta gãi ta thấy ta mới cho tiền nhiều hơn. Vậy là tính ra này là chị á, là cái thân hình dẻo lắm hả? Dạ, đó là cũng dẻo. Dẻo. Dạ. Mình cũng có luyện luôn chứ không thôi. Dạ cũng tập vợt đó anh, chứ đâu có ai dạy đâu. Ừ. Dạ. Còn ví dụ mà em nhảy, em cũng tự coi trong mạng đó, rồi em tự nhảy rồi chứ không ai dạy hết trơn á. À, cái đó là do hoàn cảnh mới tạo nên mình. Nói ra ông trời ông thương cũng cho em vậy đó. Đó. Chứ đâu phải mà tự nhiên ai muốn được đâu. Cái đó là do cái môi trường, cái hoàn cảnh do nghèo. Dạ. Mình mới học để mà mình nuôi sống dạ, được bản thân mình. Dạ, nuôi sống bản thân đó. Ai nuôi mình giờ? Dạ. Chứ em kể nghe cái hồi trước em làm bóng á, gia đình em đâu có chịu đâu. Dạ. Mẹ thì mẹ thương, cha thì đánh dữ lắm, mấy chị cũng đánh nữa. Dạ. Như kem bắn son như đem về là đập bể hết á. Rồi sau này rồi cha hiểu, cha cũng thương. Mà đó mẹ thương lắm, mẹ không có nói chuyện hết. Rồi mấy chị sau này cũng hiểu. Dạ. Tại vì mấy chị mới lần đó trời đi ra gia đình nhà mày có thằng bóng, bóng. Dạ. Mà em hỏi anh đâu có ai muốn đâu, tại trời sanh ra thì vậy, mình phải chịu vậy chứ mỏi anh. Anh thì anh sanh trời, cha mẹ sanh anh ra thì anh muốn được thành con trai. Yeah. Còn sanh ngưỡng gái được thành con gái thì toàn vẹn. Yeah. Chứ đâu ai mà muốn sanh như giống như em như vậy. Đúng rồi. Tôi đâu sanh theo như bóng gió đâu. Mà nên nhiều hồi xưa anh biết, hồi xưa là gia đình rất là khó khăn. Đâu đúng phải vậy. Như ông bà khó lắm. Kịch trang các chợ gia đình bóng, bóng mà lại nhà ta khi dễ. Bà thương lắm hả? Ừ. Không mà cái này đó, một cái... Đó, rồi em suy nghĩ vậy. Rồi sau này em mới buồn, em mới đi lô tô. Đó, cha em tách như lắm, em buồn quá, em mới đi lô tô. Mà lúc đó em đi lô tô là... Để em nói chuyện nằm đi. Rồi em đi lô tô lúc đó là 12 tuổi là em đi bán vé lô tô. Em không biết cái biết khác gì đâu. Rồi thấy đồ lô tô tới rồi em xin. Hồi đó đầu tiên là nhờ đồng bà quản. Dạ. Yeah. Rồi bà quản ở cái sau mình nè. Dạ. Yeah. Rồi bả in cờ, rồi bả ra đòn luôn. Rồi thấy vậy em mới theo xin vô bán vé. Bán vé xàm này, rồi có hồi đó là kêu bà quả bằng ba không à. Ba mẹ, cha mẹ. Rồi ông thấy vậy rồi ông mới kép cái khẩu không thằng em là kêu câu thai. Ông thấy ông thương rồi ông nói bây giờ con gái học mấy câu thai đi làm mà lên sân khấu. Làm mà kêu cờ. Rồi lúc đó thì thấy vậy rồi dưới này em học. Em học rồi sống trơn rồi đó là đâu khoảng một tuần gì đó rồi cái ông cha quản á. Ông kêu bà quản đó, rồi cái ông mới kiểm tra bài, cái xong cái đưa lên sân khấu. Là lúc đó đưa lên sân khấu em muốn, trời ơi thiệt anh muốn té đá gùn hoài đúng luôn á, mất đái gùn á. Rung đó. Y ra như cái thằng lằn mà đứt đuôi gì đó. Đúng rồi, cái những ngày đầu tiên á là mình quýu dữ lắm. Dạ. Mà cái quýu nó sẽ dễ tạo mất đái hơn. Mà đổ mồ hôi, em thôi, ông kêu nha, Kalin, lên sân khấu nha. Dạ. Là bắt đầu là em biết là ông kêu em rồi, là bắt đầu là em thấy thiệt anh nói em mất đái hoài luôn á. Mà rồi. Bắt đầu mà lên sân khấu mà gùn. Còn các em thấy vậy, các em cũng nghe người ta nói mình lên sân khấu mình phải giái tổ. Yeah. Mà hồi đó em đâu biết giái tổ làm sao đâu. Yeah. Tại vì nói là cái ở đâu cũng đều có tổ hết trơn á. Rồi đằng này thì là tổ con mài. Yeah. Rồi mới hỏi mới biết cái được tổ con mài, nói không tổ ơi có thương con á. Thì cũng trái tên làng hoàng vậy đó. Rồi đổ con lên sân khấu là mà con kêu cờ cho được đi lòng mà ông ba, ba quản á. Yeah. Ông thương con là con có tiền. Đó là tự nhiên lên kêu được lần đầu là gung nha, rồi bắt đầu qua mấy ngày sau liên tục luôn, hết gung luôn. Hết rung. Dạ. Với hỏi chị cái tên mà Kalin đó là do ai đặt cho mình? Như là em nói cho em nghe, ở đây đó là quê em ở Long Xuyên, mà em ở Cầu Quay á. Dạ. Rồi lúc mà em đi lên Campuchia chở nó, là cái này là kêu là ông nội của em là hồi đó là
ở đây thì giấy tờ em thì lúc đó còn nhỏ, em đi về chợ nó buôn ba lắm. Rồi em đi về chợ thì như là ông nội này là ông phải là ông nội ruột của em, mà ông nội nuôi. Rồi ông nội nuôi là lúc đó lên chợ, tại vì lúc đó ông bệnh. Rồi em thấy vậy rồi em mới nuôi ổng. Rồi em nuôi ổng rồi sao này ổng thương, ổng mới nhận làm con nuôi là em có giấy tờ chợ luôn. Rồi ông nội mới đặt tên là Kalin, là lấy tên là giấy sở của ông nội là ở cảng Buôn Sơm á. Dạ, ở ngay cảng Buôn Sơm là cái tên của tiếng ông Cam. Nội, dạ. Tiếng Cam chứ không phải là tiếng của nước ngoài ấy ha. Dạ không, tiếng người Cam. Không mà cái tên Kalin nghe nó rất hay chứ bộ. Dạ. Nó có chút gì gọi là một cái nữ tính nữa, thấy không? Ông nội em tên Kanun. Kanun, ông tên Kanun. Cũng có liên quan đến dòng họ. Dạ. Nhưng mà để chữ Lin vô nó lại hợp lý hơn ha. Dạ, như là Kanun, Kalin. Chứ không phải là nghệ danh để mình đi hay ca đi hát luôn. Dạ không, không. Rồi từ đó rồi lấy tên. Bộ. Rồi sau này lấy tên của ông nội đặt luôn. Người ta nói, ừ, tên này ông nội em mà của Kalin đặt đẹp quá. Hoặc là đi hát lấy đó, tên đó luôn. Chưa? Nghe rất đẹp. Nhưng mà con cái gì nè. Đó là cái thời hồi trước á, là người già, người lớn tuổi và hay có không có đồng tình với cái giới tính thứ ba. Dạ. Đó thì đúng những rồi đó, cái lúc anh. Mà mình phải đối diện với sự thật của xã hội á, lúc đó mình thấy khó chịu không? Dạ không, em có vẫn bình thường. Mình vẫn chấp nhận. Em cũng chấp nhận, em nói tại vì trời sao mình ra vậy phải chịu vậy. Nên là em nói là ai cười ai chê cũng kệ họ, thí dụ người ta đang cự lộn đi. Dạ. Mà gặp bóng nha, trội bóng bóng thì cái ta hết cự lộn luôn. À... như là tụi em làm nó cũng như là cái trò cười cho người ta. Lúc nên cái mình... chuyện cái bên trên là dư luận mình không có buồn phiền gì hết. Không, mình nói thì nói vậy nhưng mà trong lòng cũng có chút buồn. Buồn vì cái số phận. Em thì có đúng là buồn số phận đó. Tại sao người ta là có con trai người ta có vợ được. Còn người ta có con gái người ta có chồng được. Mà sao tụi em không được cái gì hết. Không được toàn vẹn như người ta. Không được cái hạnh phúc như người ta. Là điều em suy nghĩ vậy. Còn em suy nghĩ lại, giờ suy nghĩ đó suy nghĩ lại. Thôi mình lo mình gọng mau già. Rồi, thôi ta thể thả lỏng con người mình. Chứ giờ mình suy nghĩ rồi cũng lâu ai giúp đỡ được mình gì đâu. Giờ khi ví dụ em suy nghĩ thì trời ơi, không có tiền mà hỏi ai cho. Tiền đâu ra, mình không làm được làm gì có tiền. Dạ. Tự đâu mà tự nhiên mình trong tiền đâu có. Đâu phải tự nhiên trời muốn cho đâu. Bây giờ là mình phải sống cho bản thân. Dạ. Chứ không có xã hội nói gì. Dạ. Thì họ không có nuôi mình. Dạ. Mà họ nói vậy đó mình bỏ qua đi. Mình sống cho hiện tại, thì mình đó. Sống cho cái tương lai mình đi. Dạ. Đó, không, vậy là chị đã trải qua phải nói nhiều cái đắng cay lắm á. Trời ơi, em nói thiệt với anh á, em lăn lộn với đời là nhiều lắm, về nhà, ít có về nhà lắm. Em lăn lộn ngoài đời cơ mà. Đi chỗ này, đi chỗ kia, đi chỗ nọ. Tại vì hồi đó đi lần lô tô thì đi các như là chỗ này, tỉnh kia, tỉnh nọ. Mình đi lần lô tô á. Mình chỉ đi là mình đi hát, mình kiếm tiền thôi. Tại mà ít Phong, có về nhà lắm. Phong cũng có tiếp xúc với nhiều chị. Dạ. Cũng xem tuổi của chị đó. Dạ. Những lời tâm sự của họ đó, mình nghe mình thấu hiểu lắm. Dạ. Trải qua y rang như chị luôn á. Dạ. Nhiều khi còn giống như là tôi nói là cái sự sỉ vả của xã hội á, nó đắng cay dữ lắm thì kìa. Thì đúng rồi anh. Tại vì chín người mười ý đâu ai giống nhau đâu. Nhiều khi nói á, thí dụ người ta thích mình thì ta không nói vậy đi. Còn ta ghét mình không có cũng phải nó có nữa. Đúng rồi. Như mình bây giờ mình đâu có theo người ta được, thôi kệ ai nói gì nói, mà trong lương tâm mình làm đúng được rồi. Mình đừng có tham lam, đừng có trộm cắp ai hết, mà tự mình lời ca tiếng hát của mình, sức lời ca mình kể kiếm tiền thôi. Còn ai nói thì nói kệ. Thí dụ tại vì mình nghèo thì người nghèo thì ai cũng được chơi bay đúng thì rồi. Kệ đi. Mà em cũng biết có lời nhà ai lắm, tại vì mình nghèo quá mình không dám lời nhà, lỡ nhà người ta đi dồn ngó thì sợ lần trộm khách. Không, cái tại đó vì mình phải ngừa mình bệnh hơn chị bệnh thôi. Anh em nghĩ vậy đó. Nên là em biết có lời nhà ai lắm, nhiều khi có mời đám tiệc đám cưới rồi ha. Là em đi nha, còn kiểu cơ cái lời nhà chơi là có phát không. Vậy là chị cũng có cái mặt cảm về dạ đúng rồi mình. Em sợ nhiều khi lợi nhà ta mắc đồ nào không biết, cái mình vô cái mình ở đó cái tự nhiên cái nói là nghi ngờ mình ăn cắp đồ, nhưng mình không biết lòng người làm sao ha. Dạ mình không biết được nên nó thôi ngừa bệnh hơn chị bệnh đi, tại vì mình nghèo mình không có muốn đi tiếp xúc gì. Chỉ đang... ra đường thì tiếp xúc vui vẻ thiệt mà chứ lại nhà lại chứ phát không có lại nhà ái chứ á. Chỉ đang mặc cảm về cái quá khứ chứ quá giờ cái hiện tại là nghèo và không có muốn tiếp xúc với ai hết. Dạ. Còn em mà từ hôm qua em bằng anh về tới đây mấy ngày ngoài đó em chưa có ra nữa. Dạ hả? Không có ra ngoài đó đâu. Có trường ra là em ra quán cà phê á, là hồi trước á thì em chưa có biết quán cà phê nghe. Dạ. Là em chỉ lại nhà của người ta em sạc, là em sạc mướn á, cho em sạc đi rồi nhiêu tiền sạc em trả. Trả tiền thoại á, tại vì em đây đâu có điện. Không điện luôn. Dạ không, rồi sạc sao này rồi cái em lâu lâu cái lâu, tại vì em mới về đây là nước là cái rồi đâu có quen với ai rồi đâu có biết cái gì.
Thì đó thì ông ráng chịu đựng vậy, mới thấy qua nhờ qua mấy người kia nó cho em sạch nhờ đi, rồi tiền điện gì em trả. Yeah. Rồi đó sau này rồi cái quán cà phê của chị hai ngoại á, lại có nước mía đó, em ra em uống, ướt em sạch đi thộ, cái chị nói, em sở thị tình đó, chị hai, rồi sạch cái gì, rồi chị tính tiền điện không tính không, uống đi rồi cà phê làm giỏng, mì cứ sạch sạch thoải mái, từ đó em mới ra uống luôn á, ra sạch luôn á. Tại vì em ra ngoài lâu uống cà phê đâu, em thèm cà phê thiệt mà không dám uống cà phê. Sao kỳ vậy? Em uống lúc mía tại vì đâu có tiền đâu. Nếu 10.000 một ly cà phê thì em dành được uống được 2 ngày. Nhưng mà uống cà phê nó ảnh hưởng chất giọng mình không? Dạ không anh. Mà tại vì em cũng nghiện uống, tới hồi xưa em cũng thích uống cà phê cơ mà. Rồi sau này rồi em tại vì em nhà tiện á, em nghĩ về đây sống bên này á, mình sợ xài tiền quá rồi sau này tới già rồi bệnh hoạn ở đây lai lo. Mà từ hồi em về đây á, em chưa xin tiền bạc ai hết trơn á.